Hi, xin chào mọi người quay trở lại với channel của Nam Phương. Mọi người biết cái trò mà this or that không? Như kiểu Coca hay là Pepsi, rồi đi chơi hay là ở nhà đó, kiểu kiểu vậy, lựa chọn một trong hai. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một cái this or that với phiên bản là Beauty. Và đây là các bạn this or that của mình, thì mình sẽ lựa chọn cũng như là giải thích là tại sao mình lại chọn cái đấy. Ok, mình sẽ chú trọng dưỡng da hơn là makeup, là tại vì mình thấy nếu như mà dưỡng da để da chúng ta xinh xắn đẹp ấy thì chúng ta không cần phải makeup làm gì cả. Đôi khi đi ra ngoài chỉ cần một thỏi son bôi lên cho nó hồng hào thôi là được rồi, mình lại thích sự đơn giản nữa. Và mình cảm thấy là những cái khuyết điểm trên cơ thể chúng ta có thể che lấp đi bằng những cái gì gì đấy, nói chung là có thể giấu đi được. Nhưng nếu như mà làn da chúng ta bị mụn này, bị sần sùi này, nói chung là không đẹp ấy, thì chúng ta rất 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 là khó che đi cái khuyết điểm đấy. Chúng ta càng che càng makeup thì nó lại càng lộ rõ hơn thôi. Cho nên thay vì chúng ta cứ chăm chú vào cái việc chúng ta makeup sao để che đi được những cái khuyết điểm, thì chúng ta hãy giữ da. Cho nên mình sẽ chọn giữ da. Uống nước với lại uống thuốc thì mình chắc chắn là bạn nào cũng sẽ chọn uống nước rồi đúng không? Mặc dù chúng ta biết được là cái việc uống 2 lít nước một ngày không có quá nhiều người siêng năng để có thể làm được điều đấy. Bản thân mình cũng lười lắm mọi người, cho nên mình phải mua cái bình này. Đây là cái bình 2 lít nước của mình, nhìn là cô teo. Thì tại sao mình mua cái bình này? Cái thứ nhất á, là nó sẽ chia giờ cho mình uống. Ví dụ là 9 giờ, 11 giờ, 1 giờ chiều cho đến tận 9 giờ tối luôn. Nó chia từng vạch, thì mỗi lần mình uống mình sẽ uống một khúc như này, thì mình sẽ có động lực mình uống hơn. Và kèm theo đấy nó còn có mấy cái lời như kiểu do it for yourself, xong rồi drink more, các kiểu khá là cute, khá là dễ thương. Và cái bình này nó rẻ lắm mọi người, có 100 mấy thôi, rất là rẻ. Mà kiểu uống đủ cái bình này là da dẻ của mình nó khác hoàn toàn luôn. Mình sẽ để link của cái bình này dưới cái phần mô tả, nếu như bạn nào hứng thú với lại cái bình 2 lít nước đấy. Ok, chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo. Mình sẽ chọn nước tẩy trang, bởi vì nước tẩy trang thứ nhất là nó khá là dễ dùng nè, nó cũng sạch nữa, và giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn dầu tẩy trang nhiều. Nhưng mà so với dầu tẩy trang á, thì thực sự dầu tẩy trang sẽ sạch nhiều hơn nha mọi người, nhưng mà nó sẽ đắt hơn và nó sẽ khó dùng hơn. Nếu như bạn nào biết cách sử dụng dầu tẩy trang gọi là đúng cách luôn á, thì thực sự rất là tốt. Nhưng mà nếu như bạn nào không biết cách thì chúng ta cũng đừng nên dùng, bởi vì nó sẽ gây những cái hiện tượng như kiểu bít tất lỗ chân lông do dầu nè. Các bạn rửa không sạch nó sẽ hình thành mụn nữa, nó còn kiểu kinh khủng hơn. Cho nên cái việc dùng dầu tẩy trang sao cho đúng á thì mình sẽ làm cho một cái clip khác nha. Còn đấy, về cơ bản những cái mà thứ dễ dùng nhất, rẻ nhất mình gọi ưu tiên hơn đó là nước tẩy trang. Có điều á, là nước tẩy trang dùng nó sẽ hơi tốn kém một chút, bởi vì chúng ta phải mua đi mua lại khá là nhiều. Còn dầu tẩy trang thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Tẩy da chết hóa học với lại tẩy da chết vật lý thì đây, để mình phân biệt cho mọi người. Thật ra mình có làm một cái clip về cái này rồi ý. Là tẩy da chết hóa học nó sẽ có những cái như kiểu BHA này, AHA này. Còn tẩy da chết vật lý ấy, nó sẽ dạng như scrub hay là gel hay là mặt nạ tẩy da chết lột đó, những cái loại kiểu thế. Thì bản thân mình sẽ chọn tẩy da chết hóa học, tại vì khi mà mình sử dụng tẩy da chết vật lý á mọi người, thì mình chỉ cảm giác được là nó sạch ở bên ngoài thôi, nó da mình nó bớt sần sùi, nó sáng hơn, nó gọi là nhìn nó láng hơn, nhưng mà nó không cảm nhận được sâu từ bên trong. Còn khi mà dùng tẩy da chết hóa học của BHA Obagi á, thì mình thật sự cảm giác là nó sạch sâu từ bên trong đi ra ngoài luôn mọi người. Nó thông thoáng lỗ chân lông và nó còn kiềm dầu cho mình nữa. Nó cũng đỡ hẳn cái việc mà mình bị mụn mẫn đó mọi người. Nói chung là mình cảm thấy nó tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà nếu như bạn nào chưa sử dụng quen á, thì sẽ cảm thấy hơi bị kích ứng nhẹ. Nhưng mà chắc chắn rồi, ai lần đầu tiên sử dụng BHA hay là AHA cũng sẽ bị kích ứng nhẹ hết. Nhưng mà dùng riết rồi sẽ quen và bị nghiền đó mọi người. Thật sự da nó sẽ sạch hơn cái việc mà chúng ta sử dụng tẩy da chất vật lý. Mình sẽ chọn là cấp nước. Bởi vì như hồi nãy mình nói, khi mà cơ thể chúng ta đủ nước á, thì da chúng ta sẽ sáng hơn nè, có độ đàn hồi hơn. Nó cũng gọi là nó kiểu ẩm miệng đủ mọi người. Còn khi mà chúng ta dưỡng trắng á, mà làn da chúng ta bị khô đi, nó cũng sẽ không trắng đến nỗi mà đẹp đâu, nó cũng sẽ rất là kỳ cục. Cho nên mình sẽ ưu tiên cái việc cấp nước hơn là dưỡng trắng. Ngoài ra thì mình còn cảm thấy á, cái việc chúng ta cấp nước cho da, làm ẩm cho da, làm đẹp cho da, nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với việc dưỡng trắng. Bởi vì đôi khi da chúng ta có thể là nó sáng cái mức đó thôi, mà chúng ta cứ đắp những cái sản phẩm dưỡng trắng vào và nó kiểu vô thưởng vô phạt á, mà nó còn tốn tiền của chúng ta nữa, thì thôi, thay vì thế thì chúng ta siêng năng, chúng ta cấp nước đi, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
tiếp theo nữa là mặt nạ bột hay mặt nạ giấy. Mình hồi xưa mua rất là nhiều mặt nạ giấy, nhưng mà sau một thời gian mình sử dụng á, thì mình rút ra được một cái kinh nghiệm như thế này. Mặt nạ giấy nó chỉ phù hợp cho những lúc mà mình thư giãn, ví dụ như là mình chuẩn bị làm một cái gì đấy mà da của mình đang bị khô, thì ngay lúc đó mình sẽ đắp mặt nạ giấy vào. Lúc đấy thì da của mình nó sẽ được cấp ẩm gọi là khẩn cấp á mọi người. Đó, những cái trường hợp như vậy, hoặc là một buổi tối nào đấy mình muốn thư giãn nhẹ nhàng, thư giãn một chút xíu thì mình cũng sẽ đắp mặt nạ giấy. Còn về cái tác dụng lâu dài á, thì mặt nạ bột hay là mặt nạ nước sét, những cái loại mặt nạ mà chúng ta phải pha và chúng ta chiết lên mặt á, thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ có hiệu quả sau khi chúng ta đắp xong một thời gian nữa. Ví dụ như là mình đắp mặt nạ cám gạo đi chẳng hạn, thì nó cũng có cái việc tẩy da chết vật lý bên ngoài, và sau khi đắp xong mình thấy da mình sáng hơn, và những cái ngày sau đó thì nó cũng không có trở lại cái trạng thái trước khi đắp mặt nạ nữa. Các bạn hiểu ý mình không ta? Nhưng mà nói chung là nó là như vậy đó. Còn skincare nhiều bước hay là đơn giản? Mình là một người rất là đơn giản. Và mình cũng thích cái sự đơn giản trong skincare nữa. Bởi vì khi mà các bạn đắp quá nhiều thứ lên da của mình, sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm lên da của mình, thì nó sẽ bị một cái là phản ứng ngược lại. Giống như là bạn ăn nha, có rất là nhiều món ngon, món nào cũng tốt cho bạn hết, món nào bạn cũng muốn ăn hết. Sau đấy bạn ăn hết tất cả thì bạn sẽ bị một cái hiện tượng là bạn bị đầy bụng, bạn bị đau bụng, và nó không thể nào tiêu hóa được, thì bạn sẽ nôn nó ra, đúng không? Thì da chúng ta nó cũng sẽ như vậy thôi mọi người. Chúng ta nên cho nó ăn vừa đủ, ăn những cái mà nó đang cần. Ví dụ như là da bạn khô thì bạn phải cấp nước cho nó, bạn sử dụng serum cấp nước hoặc là mặt nạ cấp nước, một trong hai thôi là đủ rồi. Chứ đừng có kiểu thấy da khô à, thấy bắt đầu serum, kem dưỡng ẩm, mặt nạ ngủ, rồi những cái gì cấp ẩm là đắp vô mặt, thì nó lại sẽ bị một cái hiện tượng gọi là bứt tắc lỗ chân lông. Sau đấy thì sao? Vâng, mụn lên mọi người à. Chung là cái gì cũng có mức độ của nó thôi. Còn những cái clip mà mọi người xem ở trên TikTok hay là YouTube mà nó có nhiều bước, nào là 1, 2, 3, 4, mình thấy có nhiều người làm mười mấy bước cơ, thì cái đấy là người ta làm để người ta quay, để mình xem cái clip đấy mình cảm thấy thư giãn, mình cảm thấy à mình cũng muốn làm đẹp như vậy, chứ không phải là các bạn nên làm mười mấy bước như thế, không tốt. Ok, và đó là this and that của mình. Mình để ý là mỗi lần mà mình làm xong một cái clip nào lên á, là các bạn đều comment là mình thuộc da gì và mình đang sử dụng theo một cái routine nào, tại vì thấy mình chia sẻ khá là nhiều những cái cách chăm sóc da, rồi khá là nhiều cái ấy. Thì ok, mình sẽ nói với mọi người là da của mình á, hồi xưa mụn rất là nhiều, trời ơi, phải nói là toàn cái to to ấy, nó rất là kinh khủng. Và mình cũng đã trải qua rất là nhiều cái routine. Thật ra những cái mà mình chia sẻ với mọi người á, nó đều tốt hết, và nó là những cái bước cơ bản để mấy bạn có thể gọi là phát triển lên. Bởi vì chúng ta không thể theo một cái mà mãi mãi được, bởi vì như vậy nó sẽ bị lờn á mọi người. Cho nên chúng ta phải nâng cấp từ từ lên. Thì hiện tại cái mà Phương đang sử dụng á, nó rất là đơn giản. Nó chỉ có như đây. Thứ nhất là các bạn nên có toner nha. Về cái toner mà các bạn không biết được là mình nên chọn một cái toner như thế nào dành cho da của mình, thì các bạn nên dùng cái của Hatomuji này. Nó vừa rẻ, nó vừa tiết kiệm, và nó phù hợp với mọi loại da. Nó là cấp ẩm cho da này và dưỡng sáng. Thì toner cái nhiệm vụ nó cũng sẽ chỉ là như vậy thôi mà. Các bạn đừng có ham những cái toner mà kiểu kìm dầu, rồi cấp ẩm. Nói chung là nó có nhiều công dụng á. Các bạn đừng có ham cái đấy. Bởi vì khi mình sử dụng một cái á, nó chỉ có đúng một cái công dụng, thì nó sẽ phát huy tốt được cái công dụng của nó. Và cái này mình cảm thấy nó khá là lành tính. Cái này mình cũng xài được lâu rồi. Còn về nước tẩy trang và dầu tẩy trang á, thì mỗi một lần thì mình lại dùng một loại. Và nó có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng của từng loại nữa. Hiện tại thì hồi nãy mình có nhắc đến dầu tẩy trang đúng không? Thì mình dùng một cái của Hada Labo. Đây, cái này thì các bạn cũng thấy là nó rất là bình dân đúng không? Còn một cái của Senka. Nhiều bạn kêu là dùng của Senka nó sẽ bị khô da, nhưng mà bản thân mình dùng thì mình cảm thấy nó không có bị cái trường hợp như thế. Mình không biết tại sao, chắc là da của mình nó không có bị khô bởi cái này. Còn nếu như là các bạn không sử dụng được những cái này á, thì còn một cái loại nữa. Đây, mình sẽ để đây, mình cũng quên mất tên rồi. Mình chưa thử loại này, nhưng mà nghe nói nhiều người, những cái người mà da nhạy cảm á, họ dùng cái này rất là tốt. Thì bữa nào mình sẽ mua cái này thử nha.
Còn về VHA thì mình sử dụng của Obagi. Thì trước giờ mình sử dụng của Obagi và mình cảm thấy nó rất là tốt, cho nên mình cũng không muốn đổi nữa. Mình khuyên mấy bạn nên sử dụng cái này nha. Còn nếu các bạn thấy cái này nó đắt tí thì chúng ta cũng có thể dùng của Polychoice để thay thế, nhưng mà cái này vẫn là tốt nhất, nó đắt nhưng mà nó sắp ra miếng. Còn về serum á, thì mình sử dụng một cái của La Roche-Posay. Mình đã uống ta. Cái này là Retinol B3. Thì nhiều bạn hỏi là sử dụng Retinol với lại sử dụng cái BHA này như thế nào. Thì mình sẽ sử dụng 2 ngày cái này và 1 ngày cái này, gọi là cắt ngày nhau á, chứ không nên sử dụng cùng nhau mọi người, không nha. Cái này thì mình sẽ sử dụng buổi tối đi ngủ. Hình như là có thể sử dụng buổi sáng, nhưng mà nghe nói tốt nhất sẽ là buổi tối. Mỗi buổi tối các bạn skin sang xong hết, xong các bạn dùng serum thì các bạn sẽ dùng cái này 2 ngày một lần, thì mình sẽ dùng cái này. Cái này thì chỉ dùng buổi tối thôi, không dùng buổi sáng, chỉ dùng buổi tối thôi. Và đặc biệt là nó sẽ hơi the rát rát cái da của mình nha. Cho nên những bạn nào mà kiểu da nhạy cảm quá thì mình nghĩ các bạn từ từ lên đô, bởi vì cái này là 2% BHA lận. Về kem chống nắng thì mình sử dụng của Anessa. Cái này mình cũng đăng story rất là nhiều. Về cái này thì mình cũng không cần phải nói quá nhiều đúng không? Tại vì cái này là kem chống nắng quốc dân rồi. Nhưng có một cái loại này thì mình thấy là nó lạ nè. Đây, các bạn biết cái tuyết này không ta? Cái này là mình mới sử dụng thôi, các bạn thấy là nó mới tới tay thôi. Lúc nào nó full cơ thì cái lọ này nó là 400 mấy, nó khá là đắt, nhưng mà nó cũng rất là tốt. Nó là kem dưỡng ẩm dạng kem, dạng cream như thế này này mọi người, dành cho những cái làn da mà nó muốn đang phục hồi á. Đây, nó dạng cream như thế này, nhưng mà nó không có bị bít tắc đâu, cho nên mọi người đừng có lo, nó thẩm thấu rất là nhanh. Yay. Đấy, nó rất là mỏng luôn á mọi người, cho nên mỗi buổi tối hoặc là buổi sáng mà mình dùng kem dưỡng ẩm á, mình sẽ dùng cái loại này. Đấy, một cái clip this and that, nhưng mà kèm theo đấy thì mình cũng chia sẻ sơ qua về routine của mình rồi. Còn nếu như bạn nào muốn tìm hiểu rõ công dụng của từng cái á, thì mình sẽ comment phía dưới và Phương sẽ vô trả lời các bạn. Kèm theo đấy là để cái link để các bạn có thể vô được và cái giá ưu đãi nhất. Ok, mình nghe nói là mình bye bye mỗi clip nó hơi bất ngờ đúng không, nhưng mà yeah, bye bye. Chúc mọi người vui vẻ nha.